Hello, hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 18 tới tháng 4. Thì chúng ta cũng vừa chứng kiến Bitcoin điều chỉnh là 17,97%. Mà điều là trong vòng 24 giờ qua thì giá Bitcoin đã xuống tới còn có 51.237. Thì thường không có lo nhiều về cái đợt điều chỉnh này thường cảm thấy cũng là điều chỉnh cũng bình thường mà thôi và thường cũng đã chia sẻ với các bạn trong một số những video ngày hôm nay tại vì cái video cũng khá là dài nói về khá nhiều điều nhưng mà thường chia ra là nhiều video nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem những video đó là tại sao thường không có lo lắng ở thời điểm hiện tại nhưng mà tình hình này thường cảm thấy là cũng khá hợp lý để mà thường mua thêm một số lượng Bitcoin và Ethereum và các bạn thấy được là giá bây giờ là 55.759 thì giá có tiếp tục điều chỉnh cho xuống hay là không có phá 50.000 và xuống còn 40.000 hay không thì đương nhiên là thường không thể nào biết được nhưng mà thường chỉ có thể là tiếp tục trung bình giá mà thôi và các bạn cũng đã biết là ngoại trừ thằng lưu trữ crypto trong những cái ví chứa lạnh như là ledger hay là trezor thì cũng lưu trữ một số những crypto trên những cái sàn giao dịch cũng như là thuận có lưu trữ một số crypto trên cái ứng dụng blockfi ứng dụng lending có lãi mà các bạn cũng đã biết thì các bạn cũng đã biết là thường lưu trữ khoảng chừng là 600 trăm ngàn ở trên cái ứng dụng này thì Chúng ta cũng đã có một số những, những cái video nói về BlockFi thì sẽ không có chia sẻ nhiều Nhưng mà cũng đã biết là thùng tham gia BlockFi trong vòng mấy tháng qua Cái tiền lời là khoảng 22.000 đô Và Thuận thì trên đây lưu trữ một số những cái đồng ổn định Như là như bạn có đã biết là 163.583 Thì lưu trữ trên đây đó thì tiền lời mỗi một năm là 8,6% Mỗi năm chứ không phải mỗi tháng nha Mỗi một năm là 8,6% Nghĩa là tiền lời giống như tháng rồi thường nhận được từ 100 63.000 này Thuận có lời là 1.166 Nhưng mà với sự điều chỉnh này Thuận sẽ mua lại một phần Bitcoin và Ethereum tổng cộng Thuận sẽ mua là 100.000 đô phân nửa Ethereum và phân nửa Bitcoin Tại sao Thuận không mua hết mà chỉ mua một phần Tại vì đương nhiên Thuận không biết được là có tiếp tục điều chỉnh đi xuống dưới 50.000 hay là không Và nếu như mà điều chỉnh đi xuống dưới 50.000 Thuận sẽ mua thêm một phần nữa Cho nên phải chia ra để mà mua Tại vì không biết được tương lai như thế nào Thì Thuận sẽ mua 100.000 đô la phần nửa Bitcoin, phần nửa Ethereum thì chúng ta bấm vào trade thì đương nhiên các bạn thấy được cái giá mua với cái giá mà bán đó, khác nhau rất là nhiều như là các bạn thấy được là cái giá mua Bitcoin đó trên đây là tới 56.361 mặc dù là ở trên thị trường giá bán là 55.800 đương nhiên mua phải cao hơn thì ở mức 53.661 này thường sẽ mua tổng cộng là 50.000 đô chúng ta bấm vào 50.000 đô thì 50.000 đô tính theo tiền Việt Nam đó thì các bạn thấy được 50.000 đô À, tính thành tiền Việt Nam là khoảng 1 tỷ 15 Thì 100.000 đô Có nghĩa là khoảng 2 tỷ 3 Như các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì chúng ta sẽ mua 1,15 tỷ Việt Nam Chúng ta sẽ mua Bitcoin Thì chúng ta sẽ bấm vào Buy Bitcoin Và <laughs> đây được 50.000 đô Bây giờ chỉ mua được có 0,8 Bitcoin mà thôi Thật sự là khó mà tưởng tượng được khi mà chúng ta nhìn vào giá bitcoin cách đây chỉ một năm mà thôi thì 50.000 đô mua được rất là nhiều bitcoin bây giờ chỉ có thể mua được 0.8 bitcoin mà thôi chúng ta sẽ bấm là confirm buy thì coi như là chúng ta cũng đã thành công và chúng ta cũng sẽ làm cái điều tương tự nhưng mà chúng ta bây giờ sẽ đi mua uh, ethereum thì uh, ethereum chúng ta sẽ mua Ethereum và chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự là mua 50.000 đô Ethereum thì chúng ta sẽ mua được 22,5 đồng Ethereum ở cái mức giá là 2019 tôi sẽ bấm là confirm buy thì coi như đã xong, bây giờ thường còn khoảng chừng là 63,5 ngàn Nếu như mà giá Bitcoin Ethereum tiếp tục đi xuống thì Thuận sẽ đi thu mua thêm Và trên uh, trang web Thuận Capital.com thì cái danh mục tư của Thuận Thuận vẫn chưa có cập nhật Đây là cái tài liệu ngày 5 tới tháng 4 trong thời gian tới đây mình sẽ cập nhật cái phần trăm lại với các bạn để các bạn thấy biết được đang lưu trữ như đồng nào và lưu trữ bao nhiêu phần trăm và đương nhiên những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về ứng dụng BlockFi hay là muốn uh, tìm hiểu thêm về những cái dịch vụ khác như là giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance vân vân hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin Bybit và những dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì những cái link uh, sẽ nằm ở dưới cái video này để các bạn bấm vào để tìm thấy những cái chi tiết liên quan tới những cái dịch vụ này và thuận chỉ muốn chia sẻ một cái thông tin ngắn với các bạn để các bạn có thể nắm được là thuận đang làm gì mà thôi và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong mấy video kế tiếp tạm biệt các bạn